Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2016, Chúa Nhật tuần thứ 13 mùa thường niên năm C. Trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người Aben-Mehula, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise, con ông Sa-phát, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức, ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt, quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chen của con. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo. Đó là điều lòng con tự nhủ. Cả những lúc đêm khuya, con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỷ. Ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phù, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nan. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhân, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do nhưng đừng lấy để tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng tất cả lề luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thay nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là anh em hãy sống theo thần trí và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán về tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Jerusalem. Thế vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thương Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng Người quay lại
quả trách các ông rằng: các con không biết thần thí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giê-xu bảo người ấy rằng: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: hãy theo ta. Người ấy thưa: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Hồng con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu đáp: ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Không quay đầu lại. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Chuyện nhà Phật kể, có một tu sĩ theo thầy học đạo đã lâu năm. Thấy anh ta đã tiến bộ nhiều, thầy cho anh sống tự lập. Anh dựng một túp lều đơn sơ giữa cánh đồng. Ngày ngày, ngoài thời gian khất thực, anh chuyên tâm đọc kinh cầu nguyện. Anh chỉ có đọc một manh áo. Cứ chiều tối anh giặt áo phơi khô để sáng hôm sau có áo mặc. Cạnh lều anh ở có con chuột đêm đêm bò ra cắn chiếc áo anh phơi. Buổi sáng anh phải đi tìm kim chỉ vá áo. Buổi tối chuột lại bò ra cắn. Sau nhiều lần vá, anh sợ manh áo sẽ nát nên quyết định nuôi một con mèo. Con mèo ăn khỏe nên thức ăn xin được không đủ. Anh phải cấy lúa để có thêm thức ăn nuôi mèo. Vì cấy lúa, anh phải nuôi bò để cày ruộng. Bận rộn với việc đồng áng, anh không còn giờ đọc kinh cầu nguyện. Một thiếu nữ trong làng tình nguyện giúp, anh vui vẻ nhận lời. Vì có thêm người nên anh phải lo làm nhà, cửa cho khang trang. Chẳng bao lâu anh trở thành chủ gia đình, có vợ, có con, có nhà cao, cửa rộng, có ruộng đất, có đàn bò. Ít lâu sau, thầy anh trở lại, nhìn nhà cửa ruộng nương, trâu bò. Thầy ngạc nhiên hỏi anh: tất cả những thứ này tại sao thế? Anh trả lời: tất cả chỉ vì con muốn giữ cho manh áo khỏi bị chuột cắn. Câu chuyện trên đây cho thấy con người muốn vươn lên thật khó. Có nhiều thứ vướng mắc ngăn cản bước chân, vướng mắc kéo theo ràng buộc. Những vướng mắc ràng buộc đan nhau thành một tấm lưới khổng lồ vây bọc con người. Muốn tự do bay lên và có can đảm phá tung những mắc lưới trói buộc, tiên tri Elisa là người biết phá vỡ những trói buộc đó. Ông là một nhà nông. Khi thầy Elia đến tìm, anh đang cày ruộng với 12 cặp bò. Có 12 đôi bò tức là khá giàu có. Thế mà khi nghe thầy Elia kêu gọi, Elisa đã chẻ cày làm củi, giết bò làm lễ vật, thiêu đốt tất cả để dâng tiếng Chúa, rồi lên đường theo thầy. Làm nghề nông thì tài sản là ruộng đất, trâu bò, cày cuốc. Đốt cày cuốc, giết trâu bò có nghĩa là từ bỏ tài sản của mình. Đốt cày cuốc, giết trâu bò cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với nghề nghiệp cũ để theo đuổi nghề nghiệp mới. Đốt cày cuốc, giết trâu bò cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ để phóng mình vào tương lai. Đó là một lựa chọn dứt khoát. Ra đi không vướng bận thì chẳng còn gì gắn bó, ràng buộc. Ra đi không trở lại vì đốt cày, giết bò rồi thì đâu còn chỗ trở về nữa. Thái độ của tiên tri Elisa là thái độ mà Chúa Giê-xu đòi hỏi trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu mời gọi ta bước theo người. Để theo người, ta phải dứt khoát, quyết liệt, không khoan nhượng, không lưỡng lự dùng dằn. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối. Tinh thần muốn vươn cao nhưng xác thịt cứ muốn kéo gì chúng ta xuống. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo thần khí, chứ đừng theo xác thịt. Hơn nữa, ma quỷ rất tinh khôn. Nó cám dỗ ta từng bước, đưa ra những lý do rất hợp lý để khiến ta nhượng bộ. Nhượng bộ xác thịt một lần rồi sẽ dẫn đến những nhượng bộ khác. Những nhượng bộ đó kéo ta dần dần xa Chúa, đến khi tỉnh lại thì đã muộn rồi. Như câu chuyện người đệ tử muốn giữ manh áo rách,
mà ta đã nói ở đầu. Xin Chúa cho chúng con được dứt khoát trên đường theo Chúa. Đã cầm cày rồi thì đừng quay lại sau lưng. Amen. Kiểm điểm đời sống. Thứ nhất, ra đi rồi quay đầu lại, bạn có kinh nghiệm đau đớn về điều này chưa? Nhất là đối với những ai quyết tâm từ bỏ rượu chè, cờ bạc, tiêm chích. Bạn có thấy điều đó không? Thứ hai, có nhiều trở ngại ngăn cản bạn tiến bộ trên đường đạo đức. Hiện nay, điều gì cản trở bạn nhiều nhất? Thứ ba, đã lần nào bạn có một thái độ dứt khoát với tính mê tật xấu chưa? Thứ tư, thái độ của Elisa dạy ta điều gì? Bài của Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Bằng lòng về chính mình. Hans Christian Andersen, văn sĩ Đan Mạch sống vào cuối thế kỷ thứ 19, là tác giả của những câu chuyện dạy đời bất hủ. Ông có kể câu chuyện như sau. Có một đôi vợ chồng già nọ sống bên nhau rất hạnh phúc. Thật ra, người nắm giữ bí quyết hạnh phúc trong gia đình này chính là người vợ. Lúc nào bà cũng hài lòng về bất cứ hành động nào của người chồng. Một hôm, người vợ đề nghị với chồng là nên bán bớt một con bò. Thật ra, tất cả tài sản của họ chỉ là đôi bò. Người chồng tán thành ý kiến của vợ. Ngay từ sáng sớm, ông dắt bò ra chợ. Nhưng đường dài, mặt trời mỗi lúc một chói chang, con bò già lại không thể bước nhanh. Do đó, khi thấy một người nông dân khác cũng đang dắt heo ra chợ bán, người chồng mới có ý nghĩ đem đổi bò lấy con heo. May ra con heo có thể đi nhanh hơn không? Đổi được con heo và đi được một quãng về đường, người chồng lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Con heo cứ muốn đi theo hướng của nó. Vừa bực tức với con heo, ông lại thấy một người nhà quê khác cũng đang dắt dê ra tỉnh. Ông nghĩ rằng dê có thể là con vật ít cồng kềnh hơn con heo, cho nên ông mới nắn ná đến người chủ dê để đề nghị hoán đổi. Đổi được con dê, người đàn ông như cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng chỉ trong vài phút đồng hồ, ông mới khám phá được cái tính bất thường của loài dê. Nó chạy bên này, nhảy bên kia, nó đưa sừng hút khắp mọi nơi. Giữa lúc ông ngán ngẩm với con dê, thì bỗng đâu một người nhà quê khác tiến lại gần ông với cả một đàn ngỗng. Con ngỗng dù sao cũng ít cồng kềnh hơn con dê. Nghĩ vậy cho nên ông mang con dê đến đổi lấy một chú ngỗng trắng. Ôm lấy chú ngỗng vào lòng, người đàn ông cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ông tin chắc là mình sẽ đến chợ sớm hơn. Nhưng chưa đến chợ thì ông lại thấy một người buôn gà. So sánh gà với ngỗng, dĩ nhiên gà phải nhẹ hơn. Tính toán mãi, cuối cùng ông đã đem chú ngỗng đến đổi lấy một con gà. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, cơn khát như muốn đốt cháy cổ họng ông. Bụng ông lại trống rỗng. Vừa thấy một quán ăn bên vệ đường, người đàn ông không còn cầm được cơn cám dỗ, ông đành phải đem con gà bán đi với giá 1 đồng bạc. Một đồng này vừa đủ cho một bữa ăn trưa cộng với 1 ly bia. Những người đàn ông trong quán ăn biết chuyện mới tỏ ra ái ngại cho giây phút ông phải đối đầu với người vợ. Thế nhưng, con người luôn luôn được vợ hài lòng ấy vẫn tỏ ra bình thản. Ông tin tưởng rằng vợ ông sẽ không bao giờ trách móc ông. Một người đàn ông có máu cờ bạc không tin ở thái độ của bà vợ ông, cho nên mới đề nghị đánh cá. Ông ta đưa ra 20 đồng và đi theo người đàn ông về đến nhà. Ông núp một nơi kín đáo để theo dõi phản ứng của người vợ. Quả thực, người đàn ông bắt đầu báo cáo lại cho vợ từng chi tiết của những cuộc trao đổi của ông. Cứ mỗi lần người đàn ông kể lại một cuộc đổi chác của mình, người vợ đều tỏ ra hài lòng. Khi người đàn ông kể đến chuyện ông bán con gà được 1 đồng và vào quán ăn trưa, người vợ mới mỉm cười thốt lên như sau. Tạ ơn Chúa, cũng may là mình bán được con gà, như vậy là mình có thể ngủ yên mà không sợ tiếng gà gáy phá giấc. Điều quan trọng đối với tôi là biết rằng mình thỏa mãn là được rồi. Người chồng thắng được vụ cá cược, ông được 20 đồng, số tiền còn lớn hơn cả giá bán con bò. Hãy đón nhận từng giây phút hiện tại với hân hoan, cảm mến. Hãy làm công việc trong phút giây hiện tại như là công việc quan trọng nhất. Hãy đón tiếp người trước mặt như một người quan trọng nhất.
Hãy chấp nhận mọi người với cảm thông, tha thứ và lạc quan. Hãy chấp nhận chính bản thân với sự bằng lòng, thoải mái. Đó là tất cả bí quyết của hạnh phúc mà chúng ta cần phải nắm lấy. Bài trích sách lẽ sống.